Nope. Hey. Hiếu, này ngồi Hiếu. Quê quá. Dạ. Cảm ơn anh. Xong miếng gì? Gấp gì vậy? Rạo dồn hết hồn. Cảm ơn anh. Đang gấp thì nhân gian nói cái. Ủa, anh ơi, vô tình. Anh chạy luôn đi. Hiếu đạm. Protein. Protein em ơi. Được. Được. Con ong thiệt, con ong thiệt. Anh chú gạm hả? Má ơi, anh chụp con ong. Có ngon chú gạm ngon quá. Mới ngon á. Ăn đi, ngại gì nữa. Thôi, kỳ lắm. Cứ bỏ làm từ trọng ra mà ăn. Được kỳ không? Có làm từ trọng không? Không, không. Trời ơi, thật nhận cái lá của người ta luôn á. Biết rồi. Sao em gấp cục thịt mà gấp xương không vậy? À, gấp xương cho mấy kia hả? Cứ bỏ lòng tự trọng ra là được ăn ha. Ừ. Mình có là mình bỏ. Biết ghê. Cho em vào luôn miếng trứng chiên nha anh Tấm. Trời ơi, nói gì nữa. Trời ơi, một miếng trứng chiên đổi một dĩa thịt bò ạ. Ừ. Ok. Dĩa thịt bò ngon không? Dĩa thịt bò chắc ngon lắm luôn á. Ôi, nhìn ngon ha. Sao mà người ta... À, ok. Bà. Rau ngon đó. Rau ngon hả? Rau giòn. Thì không phải là đói đâu, nhưng mà phải ăn được mấy cái. Ăn để biết. Ăn để biết thôi. Mình dễ gì có cơ hội mà mình đi đến những nơi mà gọi là vâng. May nước hương trời như vậy. Ừ. Ừ. Đạm kìa. Đạm gì nữa? Ý. Bé đạm qua đây, bé đạm ơi. Bé đạm. Bé đạm. Nope. Đi. Protein con. Con nó còn nhỏ, mới được 1 tháng tuổi thôi. Rồi, bé đạm ơi. Bé đạm. Bé đạm ơi, qua đây cho ăn trứng nè. Bạn nộm mâm nộm ngon nhất nách em ơi. Rồi ngon lắm. Ăn canh không? Nổ ở đây người ta làm ngon lắm. Đúng rồi, ngon ngon ngon. Từ đó có canh đó nha bà con ơi. Canh hoa chuối nấu với đồ đậu trắng. Canh hoa chuối đậu trắng. Ừ. Anh chơi đêm nay còn giờ lắm anh em ơi. Chúng ta phải đi thêm những nơi nữa để có những trải nghiệm để còn cho bà con coi để bà con trải nghiệm chung. Ăn chỉ là phụ thôi, anh em chỉ là phụ. Nhưng mà rồi. Đi đâu cũng phải có ẩm thực chứ đúng không? Ẩm thực vùng miền nó quan trọng lắm. Đi đây. Đi thôi. Đi đây. Đi thôi. Đi thôi, no xong rồi. Xong rồi. Lực đi. Ngực lắm giận. Để gì? Đi thôi.